là một thủ lĩnh của đoàn cơ sở cấp xã thì bản thân luôn làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động để cho đoàn viên, hội viên cùng như các cái bạn thanh niên trong cái độ tuổi là hiểu về cái lịch sử truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong và các cái lực lượng quân đội cũng như các cái tầng lớp nhân dân đã hy sinh anh dũng để bảo vệ cái nền độc lập của Tổ quốc. Cựu thanh niên xung phong là những tấm gương sáng để thế hệ trẻ hôm nay noi theo. Họ đã cống hiến tuổi xuân của mình để chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khôi phục và hàn gắn vết thương chiến tranh. Theo suy nghĩ của tôi, tuổi trẻ là phải xung kích, là cống hiến sức lực, nhiệt huyết của mình cho lý tưởng cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng. Là một cán bộ hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại công an nhân dân, mình luôn nỗ lực để đẩy mạnh các phong trào quốc tế thanh niên nhằm góp phần khẳng định vị thế và uy tín của thanh niên Việt Nam nói chung và thanh niên công an nói riêng trên trường quốc tế. Em sẽ phấn đấu nỗ lực học tập và rèn luyện từng ngày với mơ ước và khát vọng mang hình ảnh nền văn hóa của Việt Nam giới thiệu cho bạn bè quốc tế. Tình nguyện là một phẩm chất vốn có của thanh niên Việt Nam, nó được truyền từ đời này qua đời khác. Và tôi tin tưởng rằng thế hệ thanh niên của chúng tôi với sự quyết tâm lớn thì sẽ đem tinh thần tình nguyện xung kích của mình có thể đóng góp được xây dựng đất nước đẹp giàu. Khởi nghiệp thành công bền vững, đó là một mục tiêu lớn của tuổi trẻ. Và hành trình khởi nghiệp là hành trình khám phá bản thân mình và khai thác tối đa cái sự nhiệt huyết, đam mê của tuổi trẻ. Ở Việt Nam, mỗi một cá nhân tổ chức khởi nghiệp thành công thì mình nghĩ đều đóng góp cho sự an sinh xã hội và phát triển bền vững của xã hội. Tôi cũng như các đồng chí đoàn viên thanh niên cần phải học tập, nâng cao trình độ về chính trị, quân sự, văn hóa, khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, xây dựng quân đội chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, đủ khả năng bảo vệ Đảng, bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân trong tình hình mới hiện nay.